Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Mọi yêu cầu hoặc góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Sau đây là bộ truyện Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa. Hồi thứ 76. Hồi thứ 76. Từ Quản già gan đánh tràn Miện Thủy, Quan Công khinh địch thua chạy Mạch Thành. Nhắc lại, Mi Phương trấn thủ Nam quận, nghe tin Kinh Châu gặp biến, đang lo lắng ngồi một chỗ chẳng biết tính sao. Hôm ấy bỗng nghe quân báo, tướng trấn thủ công an là Phó Sĩ Nhân tìm đến. Phương vội đón vào thành, hỏi han cơ sự xảy ra. Sĩ Nhân nói, không phải tôi bức trung bội nghĩa, vì lực kiệt thế nguy không thể giữ nổi, nay đã phải hàng Đông Ngô rồi, vậy tướng quân cũng nên sớm hàng đi cho xong. Phương giật mình nói, anh em nhà tôi chịu ơn dày của Hán Trung Dương, nay nỡ nào bồi nghĩa cho đành. Sĩ Nhân nói, quan dân trường căm giận hai ta từ dạo trước, nay còn chưa nguôi, nếu ngày kia ông ấy đắc thắng trở về sẽ không tha tội, tướng quân nên xét lại cho kỹ. Phương vẫn không nghe, cả nhà tôi thờ Hán Trung Dương từ lâu rồi, lẽ nào một sớm lìa bỏ ra đi. Hai người đang dùng dàn bàn tính, bỗng nghe có sứ giả của quan công phái về. Hai người đón vào công đường, sứ giả nói, trong quân quan tướng quân hiện thiếu lương, nay người sai về hai nơi Nam quận công an này lấy 10 vạn gánh gạo trắng. Chú thích, chữ thạch tạm dịch là gánh, một thạch bằng 100 thăng, thạch còn có nghĩa là một tạ, hơn 100 cân. Hết chú thích. Và truyền hai tướng quân chở suốt ngày đêm đến mặt trận giao nạp, không có thì chém đầu. Mi Phương giật mình hỏi Phó Sĩ Nhân, Kinh Châu đã bị Đông Ngô chiếm, giờ lấy đâu ra đủ số lương này? Sĩ Nhân bỗng kêu lớn, thôi đừng nghi ngại nữa mà thiệt thân. Dứt lời tuốt kiếm chém sứ giả chết lăn giữa công đường. Mi Phương kinh hãi trố mắt hỏi, chết chưa, sao ông lại thế? Sĩ Nhân nói, đây là quan vũ chủ ý giết hai ta nên bày ra việc thúc lương, chúng ta lẽ nào bó tay chịu chết? Nếu ông không mau hàng Đông Ngô, ắt bị quan vũ giết. Mi Phương đang ngần ngại, sực có tin cấp báo, Lã Mông đã kéo binh đến sát ngoài thành. Phương sợ hãi, đành theo Phó Sĩ Nhân ra hàng. Lã Mông rất mừng, dẫn Phương đến ra mắt Tôn Quyền. Quyền trọng thưởng cho hai tướng, phủ dụ nhân dân xong, Quyền mở tiệc khao thưởng hết thảy ba quân. Bây giờ Tào Tháo ở Hứa Đô đang bàn tính về chuyện Kinh Châu với các mưu sĩ thì có tin báo. Đông Ngô sai sứ đem thư đến. Tháo triệu vào, sứ giả trình thư lên. Tháo mở xem thấy nói, quân Ngô sắp sửa đánh úp Kinh Châu, xin bắt quân đánh vỗ mặt trước quan vũ cho. Lại dặn kỹ phải giữ kín, kẻo tiết lộ quan vũ biết đường phòng bị thì hỏng việc. Chú thích, lá thư này đến Tháo vào lúc Đông Ngô còn chưa chiếm được Kinh Châu. Hết chú thích. Tháo hỏi ý các mưu sĩ, chủ bạ Đổng Chiêu nói, nay Phàn Thành đang nguy khốn, Dương Cổ mong ngóng cứu binh, vậy ta nên sai người buộc lá thư bắn vào thành, cho lòng quân bất sợ, lại làm cho quan vũ biết tin Đông Ngô sắp đánh úp Kinh Châu. Quan vũ sợ Kinh Châu thất thủ, ắt phải lưu binh gấp rút. Bây giờ ta cho Từ Quản thừa thế đánh đuổi thì thành công hoàn toàn. Tháo nghe mẹo ấy, một mặt sai người đi dục Từ Quản tiến binh đánh gấp, một mặt thân đem đại quân theo đường phía nam Lạc Dương đến đóng Dương Lăng Pha để lo cứu Tào Nhân. Từ Quản đóng ở Dương Lăng Pha, hôm ấy đang ngồi trong trướng, bỗng nghe có sứ giả của Tháo đến. Quản đón vào hỏi, sứ giả nói, hiện Ngụy Dương đã đem đại binh qua Lạc Dương, giờ có lệnh truyền cho tướng quân cấp tốc tiến đánh quan vũ để giải nguy cho Phàn Thành. Đang nói chuyện thì thám mã về báo, quan vũ hiện đóng binh ở Yển Thành, Liêu Quá đóng ở Tứ Mông. Chú thích, trong bản in thấy khắp nơi đều ghi là Tứ Mông, nhưng từ trước các dịch giả đều phiên âm là Tứ Trũng, không hiểu bản in nào là đúng. Hết chú thích. Trước sau gồm 12 dinh trại liên lạc chặt chẽ với nhau. Quản liền sai hai phó tướng Từ Thương, Lã Kiên giả kéo cờ hiệu của Quản tiến đến Yển Thành đánh nhau với Quan Bình.
Con Quảng thân dẫn 500 tinh binh ngầm đi men bờ sông Miệng, đánh úp mặt sau Yển Thành. Hôm ấy, Quang Bình nghe báo, Tư Quảng thân dẫn binh ngựa ra giao phong với Từ Thương, đánh mới ba hiệp, Thương đã đại bại chạy về. Lã Kiên nhảy ra tiếp chiến, nhưng chỉ được dăm hiệp cũng bị thua luôn. Quang Bình thừa thế đủ đánh quá 20 dặm, bỗng nghe sau lưng cấp báo, thành bốc cháy. Bình biết là mắc mẹo, lập tức quay binh và cứu Yển Thành, thì đụng một cánh quân hùng hổ chặn đường. Chính Từ Quảng dừng ngựa dưới cờ kêu lớn, Quang Bình cháu ơi, chết đến nơi, sao không biết gì cả? Kinh Châu nhà cháu đã bị Đông Ngô cướp mất rồi, không về đi còn ở đây làm gì nữa? Chú thích, cố ý nói lớn trước trận để làm rối loạn lòng quân. Hết chú thích. Bình nổi giận, giục ngựa múa đao chém Từ Quảng. Đánh nhau mới được 3-4 hiệp, bỗng nghe ba quân hò hét vang rền. Trong thành lửa cháy rực trời chói đất. Bình không dám hàm đánh, phải mở lối ra đường lớn chạy về trại Tứ Mông. Liêu Quá ra đón, lo lắng bảo Bình. Có tin đồn Kinh Châu bị Lã Mông đánh úp mất rồi, lòng quân đầm rối loạn cả, biết làm sao đây? Bình nói, đây chắc có đứa phao đồn nhảm. Quân sĩ kẻ nào nhắc đến cứ chém đi. Đang bàn tính, bỗng quân Lưu Bình phi báo. Từ Quảng kéo quân đến công phá đồn thứ nhất, phía chính bắc. Chú thích, Từ Quảng ấy chính là Từ Quảng giả. Hết chú thích. Bình bảo Quá, nếu đồn thứ nhất sơ thất thế nào thì các trại khác nhốn nháo cả mất. Trại này nằm giữa sông Miệng Thủy, quân giặc không dám đến đâu. Tô Dòng phải đến cứu đồn ấy ngay. Liêu Quá gọi các bộ tướng ra dặn. Các ngươi hãy ở nhà giữ vững dinh trại, nếu giặc đến thì đốt lửa làm hiệu. Một bộ tướng nói, trại Tứ Mông này chung quanh chôn 10 lần chông chà, đến chim bay vào cũng không lọt nữa là quân giặc. Thế là Hoàng Bình Liêu Quá đem hết quân tinh tráng của trại Tứ Mông kéo đến cứu đồn thứ nhất. Bình trông ra thấy quân ngụy đóng trên ngọn đồi thấp thì bảo Quá, Tư Quảng đóng quân chỗ kia không được địa lợi, đêm nay ta kéo sang cướp trại, ắt phá tan được chúng nó. Quá nói, tướng quân nên chia một nửa quân kéo đi để tôi ở nhà giữ trại mới được. Đêm ấy, Quang Bình kéo một cánh quân sang đánh ập vào trại ngụy, nhưng chẳng thấy một bóng người. Biết là mắc mẹo, Bình quả tốc lui ra thì tiếng reo vang dậy. Bình Tả Từ Thương đổ ra, Bình Hữu Lã Kiên dùng dậy, hai mặt giáp công. Bình thua to chạy về trại nhà. Quân ngụy thừa kế đánh giết tràn theo, rồi bổ dây bốn mặt. Quang Bình Liêu Quá không giữ nổi, phải bỏ đồn thứ nhất, chạy về trại Tứ Mông. Nhưng chạy về chưa đến nơi đã thấy trại bốc cháy sáng rực. Xông đến trước trại thì thấy rặc cờ hiệu quân ngụy. Hai tướng phải lưu quân ra con đường lớn Phàn Thành mà chạy. Đang chạy thì đụng một cánh quân chặn đường. Viên đại tướng đi đầu chính là Từ Quảng. Quang Bình Liêu Quá dùng hết sức tự chiến, cướp đường chạy thoát về trại lớn ra mắt Quang Công cấp báo. Từ Quảng đã chiếm mất Yển Thành và các trại, lại thêm Tào Tháo thân kéo đại quân chia ba đường đến cứu Phàn Thành. Thế giặc quá mạnh, mặt sau thì tiếng đồn ầm lên rằng Kinh Châu bị Lã Mông đánh úp mất rồi. Quang Công quát lên rằng, quân địch phao tin nhảm để làm rối loạn lòng quân ta đấy. Bên Đông Ngô thằng Lã Mông bị bệnh chí nguy, thằng con nít Lục Tốn thay thế thì làm nổi trò gì mà lo. Vừa dứt lời thì quân báo, Tư Quảng kéo quân đến. Quang Công sai đóng ngựa để ra đánh. Quang Bình càn rằng, phụ thân hãy còn chưa khỏe, không nên đối địch. Ông nói, Tư Quảng với ta trước kia có chơi thân, ta dự biết sức, để ta ra bảo cho nó lui về. Nếu không nghe, ta chém đầu nó trước, cho tụi tướng ngụy mở mắt liệu hồn. Chức lời, nài nịch, lên ngựa cầm đao ra trước trận. Quân ngụy trông thấy ông lẫm liệt uy phong, ai nấy đều rùng mình sợ hãi. Ông dừng ngựa, gọi họ. Từ công minh đâu? Tức thì cửa trận ngụy mở ra, Từ Quảng rong ngựa ra dưới cờ nghiêng mình chào hỏi, rồi nói. Mới ngày nào bái biệt quân hầu, thế mà ngoảnh đi ngoảnh lại đã mấy năm rồi nhỉ?
Không ngờ nay quân hầu râu hoa tóc râm. Hồi tưởng lại những ngày còn trẻ, quãng này gần gũi được nghe lời dạy bảo của ngài, lòng vẫn cảm kích chưa quên. Vừa rồi anh phong quân hầu rung động cả thiên hạ, khiến cố nhân nghe tiếng không khỏi nức lòng kính mộ. Hôm nay may mắn được gặp đây, thật đã thỏa lòng khao khát cảm hoài. Hoàng công hỏi, ta biết công minh là chỗ thâm giao, đâu phải như kẻ khác. Chú thích, kẻ khác tức là tụi tướng ngụy, ngoài Trương Liêu, Từ Quảng, hết chú thích. Sao vừa rồi cứ bức chiến, làm cùng quẩn con ta? Từ Quảng không trả lời, rồi bỗng ngoảnh lại sau hô lớn. Nào chư tướng, ai lấy được thủ cấp quan dân trường thì thưởng cho ngang giang. Quan công giật mình hỏi, ủa, sao công minh bỗng trở giọng ngay thế? Quảng nói, việc hôm nay là quốc gia đại sự, tôi không dám vì tình riêng mà bỏ nghĩa công. Chú thích, trên đời chỉ có một nghĩa cử mở lối qua dung và cũng chỉ có một quan dân trường làm được thôi. Hết chú thích. Dứt lời dục ngựa dung cây búa tới chém. Quan công nổi giận đùng đùng, hoa thanh long đao và đánh tới hơn 80 hiệp. Quan công tuy rằng võ nghệ tuyệt luân, nhưng cánh tay phải mới bị mổ nên có phần kém sức. Quan Bình sợ cha sa sẩy phải đánh chiên thu quân. Ông vừa quay ngược về chợt nghe tiếng reo vang vội bốn bề. Thì ra Tào Nhân ở Phàn Thành được tin Tào Tháo thần dẫn đại binh đến cứu đã mở cửa thành, kéo quân đánh tràn ra, hợp với quân Từ Quảng, hai mặt đánh dồn lại. Quân Kinh Châu rối loạn cả lên. Quan công vội lên ngựa dẫn các tướng chạy về phía thượng lưu sông Tương. Sau lưng, quân Ngụy đuổi riết. Quan công phải qua sông, trông về hướng Tương Dương mà chạy. Đang chạy, chợt gặp quân Lưu Tinh Phi ngựa tới cấp báo. Kinh Châu bị Lã Mông cướp mất rồi, gia quyến quân hầu đã bị hãm. Quan công giật nảy mình như sét đánh ngang tai, không dám chạy về ngã Tương Dương nữa, phải chạy binh về hướng công an. Đang chạy lại có thám mã phi báo, phó sĩ nhân dân cửa công an đầu hàng Đông Ngô rồi. Quan công giận uất người, còn lúng túng không biết có nên chạy về Nam Quận chăng, thì lại thêm mấy người đi dục lương tìm đến hất hải báo. Phó sĩ nhân ở công an tới Nam Quận đã giết chết sứ giả và rủ Mi Phương đi hàng Ngô luôn rồi. Quan công nghe luôn một lúc ba tin dữ thì nộ khí xung quốc, đầu vết thương xé ra, ngất lăn xuống đất. Các tướng vội súng vào cứu. Khi tỉnh lại, ông quay bảo Tư Mã Dương Phủ. Tiếc thay, ta không nghe lời Túc Hạ, nay quả xảy ra cơ sự này. Rồi lại hỏi thám mã. Thế thì suốt dọc bờ sông bao nhiêu chòi trên ủ dưới canh phòng sau khi lâm sự không đốt lửa báo hiệu? Thám mã bẩm. Lã Mông cho thủy thủ mặc áo trắng giả làm lái buôn qua sông, lại phục tinh binh trong khoang thuyền, bất thần ào lên bắt trói hết quân sĩ canh chòi, vì thế không kịp đốt lửa. Quan công dậm chân uất ức than rằng, ta mắc mẹo thằng gian tặc rồi, còn mặt nào trông thấy anh ta nữa. Chú thích, thế là đã có ý lấy cái chết để tránh cái nhục rồi đấy. Hết chú thích. Quan Quản Lương Đô Đốc Triệu Lũy nói, giờ sự đã nguy cấp lắm rồi, một mặt phải sai người vào thành đô cầu cứu, một mặt cứ theo đường bộ về chiếm lại Kinh Châu. Quan công nghe lời, liền sai Mã Lương Y Tịch đem ba đạo văn thư đi suốt ngày đêm vào Tây Thục cầu cứu. Rồi ông dẫn các tướng kéo quân về đánh chiếm Kinh Châu. Ông thân lĩnh tiền đội, kéo đi đầu để Liêu Quá, Quan Bình chặn hậu. Nhắc lại, khi Quan Công lui chạy, Phàn Thành được giải vây, Tào Nhân đem các tướng tới ra mắt Tào Tháo, khóc lạy xuống đất xin chịu tội. Tháo nói, đó là do số trời, không phải tội các khanh. Tháo trọng thưởng ba quân, rồi thân đến trại tướng Mông, đi vòng quanh quan sát khắp lượt, bất giác quay bảo các tướng. Trại này quân Kinh Châu chôn từng ấy lần chôn chà, thế mà từ công minh xông vào tận trung quân, kết quả được toàn thắng. Chính ta đây dùng binh đã hơn 30 năm cũng chưa dám ào ạt xông vào trại địch thế này. Công minh quả đã cao kiến lại dài gan, không ai sánh kịp. Các tướng cũng đều thán phục Từ Quảng.
Tháo bèn lưu binh và đóng ở Mã Bi. Sau đó Từ Quảng dẫn quân đến ra mắt. Tháo nghe báo, thân bước ra cửa đón chờ. Trông thấy quân mã của Quảng, cơ nào đội nấy chỉnh tề, bước đi răm rắp, không chút lệch lạc. Quảng vừa tới nơi, Tháo hớn hở nói: Từ tướng quân thật đã có phong độ của Chu Á Phu ngày xưa. Chú thích: Chu Á Phu, đại tướng của Hán Văn Đế, đóng quân ở đồn Tế Liễu, rất có kỷ cương. Quân trước đã gần ngoài Doanh Liễu, kỵ sau còn khuất nẻo Tràng Dương. Chinh phụ ngâm: Ngâm dưới đồn Ma Bi với Tế Liễu, nghĩa là tự ví mình như Hán Văn Đế xưa. Hết chú thích. Bèn phong Quảng làm Bình Nam tướng quân, cùng với Hạ Hầu thượng trấn giữ Tương Dương, để phòng quan công. Tháo thấy Kinh Châu còn chưa yên, cứ đóng quân lại Ma Bi nghe ngóng tin tức. Bây giờ quan công trên đường về Kinh Châu, tiến lui hết lối, mới bảo Triệu Lũy: Trước mặt có quân Ngô, sau lưng thì quân Ngụy, ta bị kẹt ở giữa, cứu binh không có, làm sao bây giờ? Lũy nói: Hồi trước Lã Mông ở Lục Khẩu thường gửi thư đến quân hầu, ước hẹn hai nhà kết hiếu cùng diệt Tháo. Nay hắn bỗng trở mặt giúp Tháo đánh úp sau lưng ta, thế là nuốt lời bội nghĩa. Vậy quân hầu hãy tạm đóng lại đây, rồi thử sai người đưa thư vấn trách Lã Mông, coi hắn trả lời ra sao. Quan công bèn viết thư sai người đem đến Kinh Châu. Nói về Lã Mông, từ khi làm chủ Kinh Châu thì truyền lệnh ra các quận, phàm những gia đình có người theo quan công đi trận, bất cứ là tướng sĩ hay binh lính, quân Ngô đều không được mượn cớ quấy nhiễu, lại cấp tiền gạo hàng tháng cho nữa. Nhà nào có người đau ốm, được các quan y sĩ tới chữa bệnh. Thế là gia đình các tướng sĩ Kinh Châu đều cảm kích vì ân huệ, yên tâm mà sống, hết lo lắng xôn xao. Hôm ấy nghe quan công sai sứ đến, Mông thân ra ngoài thành đón vào, lấy khách lễ tiếp đãi. Sứ giả trình thư ra, Mông xem xong bảo rằng: Mông này trước kia kết hiếu với quan tướng quân là do ý riêng một mình, còn việc ngày nay là do mệnh trên sai khiến, tôi không được tự chủ. Phiền sứ giả hồi kiến quan tướng quân, hãy tỏ bày nỗi lòng dùm tôi như thế nhé. Nói rồi sai bày tiệc yến khoản đãi. Ăn uống xong, tiễn ra nhà quán địch nghỉ ngơi. Thế là người nhà các tướng sĩ đi trận kéo nhau đến hỏi han sứ giả rối rít. Thôi thì người gửi thư, kẻ dặn miệng, ai nấy đều nhắn tin, cửa nhà bình yên, cơm áo no đủ cả. Sứ giả từ biệt Lã Mông, Mông tiễn chân ra tận ngoài thành. Sứ giả về phục mệnh quan công, nhắc lại những lời Mông đã nói, rồi báo tin. Trong thành Kinh Châu, từ Bảo Quyến quân hầu đến gia đình các tướng đều bình yên vô sự, lại được cung cấp tiền lương đầy đủ. Quan công nghe qua, căm giận quất người, dậm chân, đập tay kêu lớn rằng: Đó là mèo hiểm độc của thằng gian tặc, sống không giết được nó, thì sau khi chết cũng giết nó để rửa hận này. Chú thích: lời nói thiên thật. Hết chú thích. Bèn đuổi sứ giả ra ngoài. Sứ giả bước đến trại thì các tướng sĩ xúm ngay tới hỏi thăm tin tức gia đình. Sứ giả lại cho họ biết mọi nhà bình yên, Lã Mông rất thương mến gia ơn cho tử tế lắm, rồi rút tập thư tín ra phân phát cho từng người. Thế là các tướng sĩ mừng khấp khởi, ai nấy chỉ còn nghĩ đến việc trở về với gia đình, hết cả tinh thần chiến đấu. Hôm sau, quan công kéo quân về đánh Kinh Châu. Dọc đường rất nhiều tướng sĩ đào ngũ bỏ trốn về nhà. Ông càng căm giận, bèn thúc quân tiến gấp. Bỗng nghe tiếng họ hét vang rền, một đoàn quân đổ ra chặn lối. Tướng đi đầu là Tưởng Khâm, gò ngựa giơ cao ngọn giáo kêu lớn: Quan Vũ, sao không hàng đi? Quan công mắng: Ta là tướng nhà Hán, lại thèm hàng giặc sao? Dứt lời thúc ngựa múa đao tới chém Khâm. Đánh nhau mới ba hiệp, Khâm đã thu chạy. Quan công cầm đao phi ngựa đuổi qua 20 dặm, bỗng nghe quân reo dậy đất. Từ bên tả, Hàng Đương kéo quân xông ra. Hẻm núi Hữu, Chu Thái nổi dậy. Tưởng Khâm cũng quay binh đánh lại, ba mặt giáp công.
Quan Công vội phá dòng dây kéo binh chạy về. Chạy chưa được vài dặm, chợt nghe tiếng gọi ơi ới trên cao. Ngẩng nhìn, thấy trên sườn núi phía nam có một đám khói lửa nghi ngút bốc lên, một lá cờ trắng bay phất phới, trên đề bốn chữ: Kinh Châu, Thổ Nhân. Bọn người ấy cất tiếng chăn dặn, kêu gọi người bản xứ trong quân Quan Công mau mau bỏ về hàng Ngô. Quan Công đùng đùng nổi giận, toàn kéo lên núi giết hết. Bỗng lại thấy hai cánh quân từ hai bên hẻm núi đổ ra. Bên tả có Đinh Phụng, bên hữu có Từ Thịnh, hợp với ba đạo quân Tưởng Khâm, Chu Thái, Hàn Đương, thúc trống vang trời reo hò dậy đất, vây gọn Quan Công giữa trận. Các tướng sĩ Bồ Hạ dần dần bỏ chạy tan rã. Đánh nhau đến chiều tối, Quan Công nhìn lên sườn núi bốn bề, thấy rặc những thổ binh Kinh Châu, kẻ kêu gọi anh, gọi em, người tìm cha gọi chú về hàng. Tiếng kêu ơi ới thiết tha, lòng quân Quan Công náo loạn sinh biến. Họ đáp lời, bỏ hàng ngũ chạy trốn tứ tán. Quan Công quát nạt hết sức, vẫn không sao chịu được. Cuối cùng ông chỉ còn hơn 300 bộ hạ trung nghĩa liều mình đánh giết trong đêm tối. Đánh đến canh ba, tinh thần đã hầu như tuyệt vọng. Bỗng nghe phía chính đông tiếng reo vang trời. Quan Bình, Liêu Quá chia quân hai đường đánh thốc vào dòng dây, cứu Quan Công ra ngoài. Binh bẩm cha rằng, lòng quân loạn mất rồi, phải kiếm một tòa thành tạm đóng mà chờ quân cứu viện. Gần đây có mạch thành, tuy nhỏ hẹp nhưng cũng tạm đủ để nghỉ ngơi. Quan Công nghe lời, thúc giục đám tàn quân chạy đến mạch thành, chia quân chống giữ bốn cửa, rồi họp các tướng sĩ bàn tính. Triệu Lũy nói, chỗ này gần ải Thượng Dung, hiện có Lưu Phong, Mạnh Đạt trấn thủ ở đấy, nên kiếp sai người đến cầu cứu binh. Nếu được quân Thượng Dung đến tiếp diện, trong khi chờ đợi đại binh Tây Xuyên kéo ra, ắt lòng quân yên ổn. Đang bàn định, bỗng nghe quân cấp báo, quân Ngô đã kéo đến bộ dây chặt bốn cửa thành rồi. Quan Công nói, ai dám phá dòng dây, chạy đi Thượng Dung cầu cứu. Liêu Quá hăng hái xin đi, Quan Bình nói, để ta hộ tống ông ra khỏi trùng dây. Quan Công liền viết thư, trao cho Liêu Quá, chấu kỹ vào mình. Quá cho quân ăn no, rồi lính ngựa mở cửa thành kéo ra, thì gặp ngay tướng Ngô là Đinh Phụng chặn lối. Quan Bình dung đao xông tới đánh tràn. Đinh Phụng bị thua bỏ chạy, Liêu Quá thừa thế thoát ra khỏi dòng dây, chạy một mạch về hướng Thượng Dung. Quan Bình trở vào thành, đóng cửa cố giữ. Nhắc lại, Lưu Phong, Mạnh Đạt từ ngày kéo quân đến đánh Thượng Dung, được Quan Thái Thú thân đam mở cửa dân thành xin hàng. Nhân đó Hán Trung Dương cho Lưu Phong làm phó tướng quân, hợp với Mạnh Đạt cùng trấn thủ Thượng Dung. Hôm ấy nghe tin Quan Công bại trận, hai tướng đang bàn luận thì quân vào báo, có Liêu Quá tìm đến. Phong cho mời vào hỏi chuyện. Quá nói, Quan tướng quân binh bại, hiện bị dây khốn ở mạch thành, tình thế tối nguy cấp, diện binh trong thục thì chưa thể một sớm một chiều mà kéo đến kịp. Nay người sai tôi phá dòng dây chạy tới đây cầu cứu, mong hai tướng quân gấp rút đem quân mã Thượng Dung đến mạch thành cứu nguy cho. Nếu để chậm thì Quan Công nguy mất. Lưu Phong nói, tướng quân hãy tạm nghỉ ngơi để chúng tôi bàn tính đã. Liêu Quá. Các bạn vừa nghe xong hồi thứ 76 của bộ truyện Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.